Ruby ơi. Nào con không ngậm. Nào. Quay đây nào. À chị. Nhảy đi. nhảy đi. Đứng im không mà ngã. Đứng hẳn hoi không ngã. Đứng thẳng người lên. Quẩy lên. Chào các bạn, mình tên là gì? Mình tên là Triệu Thanh Phong. Mình năm nay mấy tuổi rồi? Mình mới được 7 tháng 3 ngày thôi. Các bạn có biết, muốn biết thêm gì về mình không? À, mình được hơn 8 cân rồi, gần 8 cân rưỡi rồi. Cao được 70 phân. Xong rồi à, suốt ngày mình tu ti mẹ thôi. Mình không uống sữa ngoài. Nhá, đúng không? À, mình ăn 2 bữa bột. Nhưng mà mình ăn mình khóc từ đầu bữa đến cuối bữa. Mình chỉ có thích đi chơi thôi. Mình rất là yêu bà nội nha. Mình quấn bà nội lắm nha. Xong rồi mình yêu cả bố luôn nha. Bố mình cũng quấn lắm nha. Khi mà bố mình về thì bà nội với cả mẹ không là cái gì cả nha. Đúng không nào? Đừng ngậm chăn con. Ê. Chào các bạn nhỏ. Sau đây mình sẽ nhảy một bài cho các bạn xem này. Có nhảy đi. Nào, a-chin-chin nào. A-chin-chin. Con nhảy đi con. Con nhảy đi nào. Nào, quẩy lên nào. Quẩy lên. Quẩy lên. Mình đang chờ thời gian này để mẹ cho mình đi chơi đây. Mà mẹ chưa thấy mẹ mình cho mình đi chơi cả. Mình đang buồn lắm. Mình không biết chơi cái gì. Mình cứ bò lăn bò toàn tinh tinh thôi.